have to hide. Hot to hide. Hot to hide. Hot to hide. Hot to hide. That's right, it's me, your son, and it's Lloyd, Dad. No, L-L-O-Y-D. I named you. You ruined my life! How could I ruin your life? I wasn't even there! What is the Tickle Tickle Skin? Glizzy. That's it, now you're not getting it for that! You is not! I'm not getting it to you for that! Cause you're gonna make me scream loud as fuck. Yeah, boy. I guess I am. Do it. Yourself how to fly, eat a 2 week old unrefrigerated pie. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Hey guys, Quandale Diggle here. Hey everybody, hey, let's go! I've been arrested for multiple crimes. Để nghĩ sáng thu bất chửi lại, rặn nhiều vô giùm cái. Để sức đó sau này chửi con bà cũng chưa buồn đâu nha. Sao nó động đáng sợ? Ma đẻ chứ có phải chó đẻ đâu mà chửi như vậy.
Bác sĩ chưa thấy hồi giờ em đã phát hiện ra xăng tăng đâu. Cái chữ thằng đổ xăng bỏ nghe rồi luôn mà. Chị ơi bình tĩnh, mặt trời đã quá xa phía chân trời rồi. Bác sĩ ơi, tình hình sao rồi bác sĩ? Cái kiểu này con em chưa lòi ra thì em với mẹ y tá này nghe mùi đất trước luôn á. Ráng xem nữa thôi, sắp xong rồi. Điều kiện cơ sở vật chất không được đầy đủ. Chúng tôi đang cố hết sức đây. Y tá, đưa tôi cái bỏ lên. Dạ ơi, kiểu này quá nguy hiểm. Anh phải lôi đầu vào tới bệnh viện thôi. Cứ để về là vợ sẽ gặp quá nguy đó. Em đi, anh đừng có bàn ra. Em đã quyết định rồi. Con của chúng ta, con của chúng ta phải được sống một tới lúc đây nữa. Và không được kéo cái gì hết. Con của chúng ta, con của chúng ta. Chúc mừng anh chị là một con người phải được sinh ra chúng ta. That's right, it's me, your son, and it's... I need to come down from oxygen.